Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Zontech X310R 310 được giới thiệu với mức giá chính thức từ 91 triệu đồng tại Moto Expo 2008. Zontech, một thương hiệu mô tô Trung Quốc khá mới mẻ, được giới thiệu những góc ảnh về cặp đôi thể thao của mình tại các sự kiện Moto Expo 2008 đang diễn ra ở Thái Lan. Đó chính là Zontech X310 và R310 với mức giá bán khởi điểm lần lượt 91,94 triệu đồng. Zontech X310 là mẫu xe thể thao pha trộn giữa yếu tố thiết kế từ các hình Super R210 RR, KTM 210 và MV Agusta Rutan. Zontech R310 lại là một mẫu xe mang thiết kế nước bay với góc cạnh hầm hố, trang bị tương tự với người anh em X310, là một cái lựa chọn cho cái nhu cầu di chuyển ở trong thành phố đông đúc. Cả hai mô hình đều được trang bị cái cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số. X310 sử dụng cái màn hình mang thiết kế là ngũ giác, trong khi phiên bản R310 sử dụng cái màn hình là vuông, đi kèm với một cái kính chắn gió là trong suốt ở phía trước. Và đây là trang bị đồng hồ trên phiên bản R310. Zontech X310R310 trang bị trên mình có động cơ xăng đơn với cái dung tích là 312c, tạo ra công suất 35 hp, tại vòng tua máy 9.500 vòng trên phút, mô men xoắn 30 Nm, tại vòng tua 7.500 vòng trên phút, tốc độ tối đa lên tới 160 km/h. Bên cạnh đó, cả hai mô hình được trang bị những tính năng cũng giống nhau, cụ thể chế độ lái xe EcoSport, sử dụng keyless, cái cổng kết nối với USB, công tắc tháo, công tắc là báo cháy nguy hiểm, sử dụng cái mâm hợp kim với cái bánh trước lên tới là 160 mm, hệ thống ABS có công tắc on off, cái giảm sốc hành trình ngược ở phía trước, phía sau dụng cái monoshock. Zontech X310R310 sổ cái chiều cao y là 795 mm, X310 sổ cái trọng lượng 149 kg, trong khi phiên bản R310 chỉ nặng 145 kg. Và giá thành cho Zontech X310 rơi vào khoảng 134.000 baht, tương đương 94 triệu 5, trong khi phiên bản R310 rơi vào khoảng 129.000 baht, tương ứng 91 triệu 5. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để trực tiếp nhớ like, subscribe.